Thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi phần thi đầu tiên của tất cả 34 thí sinh, phần thi trang phục tự chọn. Và chắc hẳn rằng mỗi vị ban giám khảo của chúng ta cũng như quý vị khán giả, chúng ta đã đều có những cái tên ấn tượng nhất, đã có những cái tên xuất sắc nhất cho sự lựa chọn của riêng mình rồi, đúng không ạ? Và một lần nữa, hãy nổ tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho 34 thí sinh đã hoàn thành xuất sắc phần thi đầu tiên, phần thi trang phục tự chọn. Vâng, thưa quý vị, và ngay sau phần thi trang phục tự chọn sẽ là giây phút của các thí sinh của chúng ta chuẩn bị đến với một phần thi, đó là phần thi trang phục áo dài. Và trong lúc mà thời gian của các thí sinh của chúng ta chuẩn bị cho phần thi của trang phục áo dài thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ và giao lưu với một thành viên đặc biệt ở trong ban giám khảo của chúng ta sẽ cùng nhau ở trên sân khấu này giao lưu với những ca khúc, với những lời hát trữ tình vô cùng sâu lắng và da diết. Xin được giới thiệu với toàn thể quý vị, sự xuất hiện trên sân khấu của nam ca sĩ Kevin Chính với ca khúc Thuở Ấy Có Em.